Robot cổ đại Emmet tuyên bố đã đến lúc dùng thứ đó, làm Ngũ Lôi Tinh sợ mất mặt. Chào mừng các bạn đang quay trở lại bằng hải tặc Bình Red. Ở video dự đoán, mình nghĩ rằng tiến sĩ Vegabond sẽ tiết lộ thêm rất nhiều thứ xung quanh ý nghĩa kể từ đây. Nhưng điều này chỉ diễn ra một phần khi mà chúng ta biết được thêm một nhân vật nữa có đi trong tên nhưng bị giấu đi. Vậy thì xem ra số lượng người có đi trong tên của mình vẫn đầy rẫy ở ngoài kia thế giới. Họ không hề công bố cái tên của mình một cách công khai như cách mà ba ông cháu bố đời nhà Gap hay làm. Kể cả ông nội làm anh hùng hải quân Monkey D. Gap, đứa cháu cứ thế mà phì phẫn lấy cái tên Monkey D. Luffy tung hoành khắp đại dương. Còn Dragon là dấu tên của mình khi mà ông ấy hoạt động cách mạng. Nhưng ai cũng biết Dragon có tên là Monkey D. Dragon. Còn rất nhiều người nữa có đi trong tên nhưng lại chưa công bố. Chẳng hạn như Saul nói rằng tại ngôi làng mà ông sinh sống thì ai cũng có đi trong tên của mình cả. Sim ra đi cũng không hiếm gì lắm đúng không anh em? Nhưng rốt cuộc thì ý nghĩa của đi là gì mà khiến họ phải sống một cuộc đời lao đao đến như vậy? Chúng ta cần chờ thêm lời giải thích từ tác giả Oda. Còn bây giờ đã có rất nhiều thông tin mới và hot xuất hiện ở chapter 1120 rồi, mình sẽ cung cấp đến cho anh em ngay bây giờ hả? Cảnh báo rằng chapter này rất cháy với nhiều phân cảnh chỗ nhau mạn nhãn. Robot của đại sẽ gây ra tổn thương dành cho Ngũ Lão và sẽ nhận lấy thiệt hại thế nào? Anh là di chuyển đi đâu khi nó rời khỏi tàu Elbaz? Cái bản sao của Vegabond liệu có ai bỏ mạng nữa hay không? Hãy cùng mình đi tìm hiểu ngay spoiler One Piece chapter 1120 vừa mới ra lò chỉ cách đây vài tiếng thôi anh em nha. Đừng quên pha một cái ly cà phê ngon rồi ngồi xuống nhấm nháp thưởng thức cho nó phơi. Cảm ơn các bạn vì luôn dành ra chút thời gian quý báu của bản thân để xem cái video này. Giờ thì let's go. À, anh em nên nhớ là tuần sau chuyện vẫn có chapter mới, hãy cứ thông thả mà theo dõi nha. Còn spoiler chapter 1120 này cung cấp cho chúng ta 10 dữ liệu đáng chú ý như sau. Thứ nhất, tiêu đề chapter 1120 có tên Atlas. Atlas là bản sao thứ 5 của tiến sĩ Vegabond với tính cách đại diện là bạo lực. Cô bé này rất nóng nảy, khi nhìn thấy thứ gì không vừa mắt là cứ múc ngay lập tức. Chẳng hạn như múc Luffy một cú đấm trốn vén hết cả, đấm con hologram méo mặt. Và từ khi mà bị Roluxy cho hứng chọn đòn lục vương súng thì cô bé này cũng từ tốn lại một chút. Việc mà Atlas được đặt tên cho tiêu đề lần này á, thì nên cũng hiểu được đất diễn thuộc về ai rồi ha. Cô bé đã có một hành động vô cùng dũng cảm và quyết liệt, nhưng mà chắc chắn hành động đó sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cụ thể là gì tí nữa mình sẽ bật mí cho anh em nha, giờ chưa phải là lúc đâu. Thứ hai, chiến cover story thứ 10 về chiến hành hương của Yamato ở Wano. Trước đó thì cô ấy bị những đứa trẻ nấp sau tảng đá ném các vật thể lạ và đá vào trong đầu của mình. Thì trang bị này Denzero xuất hiện để cóc đầu và túm cổ bọn trẻ Kibi với hành động sắc sược với ân nhân của Wano World. Còn Yamato thì chúng ta chỉ nhìn thấy được phản ứng của cô ấy trong phần tiết lộ này, nhưng cũng sẽ là đâu đó ngăn cản Denzero lại bởi vì bọn nhóc là trẻ con nên cũng chưa hiểu hết chuyện được đâu. Thứ ba, hồi tưởng rất thú vị của tiến sĩ Vegabond. Như chúng ta đã biết, trước khi mà chuyển về SH của hiện tại thì Vegabond làm việc ở bên Hazard. Ông ấy đã nghiên cứu rất nhiều thứ ở đây như là người khổng lồ cổ đại, trái quỷ của Kaido, con rồng số 13 là vài ví dụ điển hình nhất. Yasisa làm nơi này phát nổ nên Vegabond mới chuyển sang căn cứ mới làm phòng thí nghiệm số 8 hải quân sở. Đoạn hồi tưởng này cho thấy được giáo sư Clover đã từng tới bên Hazard để thăm vị tiến sĩ. Lúc này cả hai đều là những nhà khoa học và học giả vĩ đại với các hiểu biết yên thâm của mình. Sau khi biến cố Ohara xảy ra, hòn đảo này bị thiêu rụi. Chúng ta nhìn thấy được Vegabond đến tặng bó hoa tiễn đưa giáo sư Clover thì rất ngạc nhiên vì sao họ lại quen biết nhau. Có lẽ chính là khoa học và cái lĩnh vực nghiên cứu chung đã đưa hai học giả yên bác này kết nối. Thứ tư, giáo sư Clover tiết lộ quan trọng. Trong đoạn hội tưởng này, giáo sư Clover cho Vegabond biết rằng mình cũng có cái tự địa trong tên, nhưng ông đã che giấu nó. Chi tiết này đánh dấu cho bước ngoặt làm việc trong chính phủ của tiến sĩ Vegabond với những hiểu biết của ông. Khi xem lại, các bạn sẽ thấy được lúc này tiến sĩ Vegabond vẫn chưa cắt đi phần đầu của mình. Bộ não của máy khác biệt đôi chút, vị trí thông minh và lượng kiến thức đã ghi nhớ được còn rất ít, chứ không hiểu biết được hết các văn kiện Ohara. Chỉ đến khi hòn đảo này bị phá hủy, Seoul chuyển sách về Elbaz, Vegabond đến đó tiếp thu được thì não máy mới trở nên to lớn khổng lồ như vậy. Có lẽ cũng chính cái từ đây của giáo sư Clover đã khiến cho Vegabond cố gắng tìm hiểu thêm nữa về những phiến bonus clip. Chưa rõ rằng phiến đá tại Ohara có ghi chép lại bí ẩn này hay không. Rất nhiều mối liên kết thú vị giữa những con người vĩ đại lại với nhau. Còn một nhân vật nữa có tính kết nối rất lớn với những con người vĩ đại này, không ai khác ngồi Dragon, người cũng đã gặp Vegabond khi đưa tiễn giáo sư Clover tại Ohara. Dragon thực sự đang là một mắt xích rất quan trọng cho các vấn đề ở phía sau. Ông ấy đi nắm giữ bí mật gì, có quan hệ thế nào với giáo sư Clover mà cố gắng tìm mọi cách để gặp Nico Robin sau biến cố Ohara đây. Chuyện này chưa hơi được giải thích. Thứ năm, hành động táo bạo của Atlas. Kết thúc đoạn hồi tưởng của Vegabond, chuyển lại đảo tương lai. Ở chapter trước thì Atlas rơi khỏi tàu của Elbaz để di chuyển đến một nơi khác. Cô bé này hướng đến Lilith. Resort có thể biết chính xác vị trí các bản sao khác, biết họ còn hoạt động hay là không. Thì ngược lại, Atlas cũng biết được vị trí của Resort và những bản sao khác nữa. Đến giờ thì còn 3 bản sao của Vegabond tồn tại, đại diện cho nhân cách xấu xa của ông ấy. Lilith là tính cách độc ác, Atlas là tính cách bạo lực và Resort là tính cách tham lam lười biếng. Resort xuất hiện ở tàu Sunny, bất ngờ tấn công Lilith khiến cho cô ấy bị bất tỉnh. Tín hiệu hoạt động của Lilith trong bộ nhận diện của hệ thống bên Record không còn nữa, chỉ còn lại 2 bản sao được biết là Resort và Atlas. Thưa các bạn, hành động này của Atlas là để làm gì?
Mình cho rằng với trí thông minh của Vergeben, Alan muốn bảo vệ sự an toàn cho Lilith, không muốn cô ấy có thêm hành động nào khác nữa mà phải rời đi cùng với băng mũ rơm. Như vậy là có một tỷ lệ rất cao, Lilith sẽ trở thành đồng minh, là người lên thuyền hướng đến Elbas cùng băng mũ rơm. Mình thậm chí còn làm một cái video dự đoán rất cụ thể ở phần sau của video này. Thứ 6, hành động tự hỷ của Alan. Sau khi đánh ngất Lilith, cô ấy giao cho băng mũ rơm, Alan đã sọc đến vị trí còn đang đứng đó kình nhau của Zoro và Thánh Venus. Cô biến nhảy thẳng vào vị trưởng lão bằng hỏa tiễn trên lưng của mình để đẩy lão ta đi thật xa. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó thì đã rất bất ngờ và cảm động. Họ hiểu được hành động của nó là chấp nhận bản thân của mình làm lá chắn để câu kéo thời gian cho băng mũ rơm dùng Codibus và phóng xuống dưới biển. Không để cho sự hy sinh này lãng phí thêm một giây nào nữa, họ đã khởi động tàu. Còn khi đó thì Atlas đẩy Thánh Venus ra xa rồi kích hoạt chế độ tự hỷ. Một vụ nổ khủng khiếp được thấy khiến cho lão ta bị tan xương nát thịt, hết sức gây rợn. Nhưng các bạn cũng đã biết thì ngũ Latin có khả năng tái tạo rất bá đạo. Sự hy sinh này chỉ câu kéo thời gian ngắn thôi, chứ không hạ gục nổi lão ta đâu. Thứ 7, cuộc chiến ở bờ biển Đông Bắc. Robot cổ đại bất ngờ xuất hiện trồi lên từ trên mặt biển, đấm vỡ hàm của Thánh Wakari, xin nhảy luôn cái đanh yêu quý của lão. Cú này khiến cho lão ta cực kỳ thốn. Nhưng với tốc độ hồi phục thần sầu, thì con lợn này đã nhanh chóng trở lại cùng với những vị trưởng lão khác, đưa robot cổ đại vào trong tình thế thiên la địa võng và tấn công tứ phía. Một mình không thể nào chống nổi những đòn tấn công tới tấp vào cơ thể, khiến cho một cánh tay của con robot bị đứt lì ra. 3-1 không chọc cũng què, nhưng người chọc người què chỉ có một robot mà thôi. Chưa thấy được Luffy làm gì vào lúc này anh em ạ. Tuy nhiên, robot đã vùng lên mạnh mẽ, nó còn bồi thêm một con nối xanh rờn làm cho ai nấy cũng sởn cây óc. Em ấy nói, đã đúng thời điểm để mình dùng cái thứ đó rồi. Nghe đến đây, thì ai nấy mà chả ớn lạnh, sức mạnh của robot thật sự là quá lớn đi. Nó đã gây thương tích cho lão heo, thì không phải là dạng vừa, nghĩ năm của Luffy còn tắt điện với lão kia mà. Biểu cảm và sắc mặt của ngũ Latin cũng có sự hoang mang nhẹ. Còn cái nó móc ra để chơi tính nái với mấy lão này cụ thể là gì vẫn chưa được biết ở chapter này, chờ chấp sau sẽ rõ anh em nha. Thứ 8, Vergeben tuyên bố đánh thép về băng Roger. Động phép của Vergeben tiếp tục, lần này cái tên của máy gọi chính là vua hải tặc Roger. Vị tiến sĩ khẳng định băng Roger biết toàn bộ phần lịch sử này một cách chân thật nhất, họ là những người duy nhất biết chính xác. Vẫn chưa hiểu được lý do vì sao mà họ im lặng. Rayleigh say khướt và có lẽ giờ đây đã ngủ ngon một giấc rồi, chứ ông già này lẩm nhẩm nhất cái đầu quá anh em nhờ. Oda chỉ cho Vergeben nói những điều mà ai cũng đã biết và đoán ra được từ trước rồi. Thứ 9, cái tên của Roger. Vergeben khẳng định với thế giới rằng cái tên thật của Roger chính là Goldie Roger. Thứ 10, phản ứng của thế giới. Tất cả mọi người đều sửng sốt và kinh ngạc vì từ trước đến nay chỉ xem tờ chi nã của Roger, họ chỉ biết được cái tên của ông ấy là Gold Roger, chẳng hiểu sao lòi ra cái tự đầy ở đầu. Và có lẽ họ cũng dễ dàng nhận ra được rằng Roger có tên thật là Goldie Roger. Chính phủ đã gập cái tự đầy lại vào trong Gold để tạo ra Gold che giấu cái tên thật. Tức là có thêm rất nhiều bí ẩn xung quanh cái tên của nhân vật này, khiến cho sự hoài nghi, mất niềm tin của người dân và tò mò về cái tự đây lại dâng lên cao hơn thêm nữa. Có nghĩ sau thông điệp của Vergeben, cả thế giới sẽ bắt đầu chú ý đến đây nhiều hơn. Những ai có đi trong tên đều là những người rất quan trọng đối với thế giới này, những người có khả năng thay đổi thế giới hoặc làm cái điều gì đó vô cùng quan trọng để cứu họ thoát khỏi sự thật đen tối kia, thế giới sẽ chìm xuống đại dương. Biết đâu được sau khi mà Vergeben nói như thế, nhiều người lấy đi làm tên của mình thì sao? Như cách mà chúng ta từng nghe Luffy và Ai nói vui với Sabo, nếu như muốn thì cậu ta sẽ có tên là Sadibo. Và biết đâu được mình cũng đổi tên kênh thành Bình DJ thì sao, đúng không nào? Và lúc đó anh em tự hiểu rằng mình cũng nên đổi cái tên đi cho nickname chơi game đi ha. Đó là toàn bộ những thông tin mới trong tập 1120. Mình sẽ cập nhật liên tục và gửi đến cho anh em ở các tên phía sau nữa. Cũng đừng quên xem video phân tích về thành viên tiếp theo bằng mũ rơm mà mình dự đoán ở đây nha. Thành viên tiếp theo trong băng mũ rơm sẽ là ai? Luffy từng tuyên bố rằng mình sẽ đi kiếm 10 thành viên nữa để hoàn thiện đội hình ở trong băng. Và bây giờ chúng ta đang có được một nhóm gồm 10 người. Nhưng dĩ nhiên là phải trừ Luffy ra vì cậu ta là thuyền trưởng. Tức sẽ cần phải có thêm một thành viên khác nữa bước lên con thuyền để cùng nhau đi phiêu lưu. Tại Wano, chúng ta cứ ngỡ rằng người đó là Yamato. Bởi vì con nàng này cứ mơ được phiêu lưu khám phá thế giới. Bởi vì từ nhỏ, không thể nào bước chân ra khỏi Onigashima với cầm tay phát nổ mà cài đồ đã xích cô lại. Yamato thậm chí cũng được Ace hứa sẽ quay trở lại đường cùng ra khơi. Chính lời hứa này đã được Luffy thực hiện sau khi tứ hoàng Kaido bị đánh bại, mang lại bình yên cho Wano. Thế nhưng giây phút cuối cùng, Yamato không lên thuyền để đi cùng Luffy, mà cũng muốn ở lại Wano để khám phá hòn đảo này trước khi ra khơi, muốn sống cuộc đời như Oden. Chính vì thế số lượng thành viên trên tàu bây giờ chỉ là 9 so với 10 ban đầu mà Luffy đã đề ra. Gần đây Oda tuyên bố rằng chuyến hành trình tiếp theo của Luffy sẽ là saga cuối cùng, nghĩa là chấm dứt chuyến phiêu lưu trên biển. Thế thì nhân sự bổ sung vào đó sẽ là ai nếu không phải là Yamato? Các bạn hãy thử điểm lại những cái tên nổi bật xứng đáng để gia nhập băng mũ rơm xem nào. Bộ hành cấp ư, Bunny hay ai đó khác. Video này chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích. Mình sẽ cho các bạn thấy được đây là nhân vật tiếp theo lên thuyền của băng mũ rơm ở Elbas. Thành viên này cũng có một vai trò rất đặc biệt ở trong One Piece. Hiện giờ băng mũ rơm đã chuẩn bị ra khơi. Họ sắp sửa rời khỏi hết với băng hải tặc người khổng lồ do Dory và Rogue làm thuyền trưởng.
Nếu không có vấn đề gì xảy ra thì chúng ta sẽ có thêm một vài người nữa đi cùng, chẳng hạn như các bản sao của tiến sĩ Vegabin, Benny và Kuma, hay thậm chí là một nhân vật rất đặc biệt, Toshi. Ở đây thì mình muốn nói về Toshi một chút, xin thử cô ấy có xứng đáng để trở thành thành viên tiếp theo trong băng mũ rơm hay không nha. Theo tình hình của cô ấy thì Toshi cũng được những thành viên trong băng mũ rơm rất yêu quý. Zoro còn chứng kiến được cảnh cô ấy hạ đầu vén trước Luffy cùng với Kaku để giúp đỡ. Một khi niềm tin của thuyền phó đã có thì xem ra cũng rất ngon lành rồi ha. Toshi quyết định hỗ trợ tiến sĩ Vegabin hết mình. Cô ấy không ngại hy sinh bản thân để lại phòng điều khiển, mở hệ thống bầm cực, giúp tàu Sunny phóng xuống dưới an toàn. Những bối cảnh hiện tại Toshi đã thả Kaku ra, bị anh ta đuổi đi vì lý do sẽ bị Luffy tấn công khi mà cô ấy phản bội họ trước đó. Dĩ nhiên vẫn có tỷ lệ nhóm CP0 này không tan rã vì họ từng là đồng đội của nhau, do hoàn cảnh bắt buộc cho Toshi không muốn làm hại đến họ. Ở chấp tâm 1119, Toshi đã đi khỏi phòng thí nghiệm. Và các bạn nghĩ cô ấy đi được đâu đây? Lúc này thì hầu như không có ai tầng trên để giúp đỡ Toshi nữa, ngoại trừ băng mũ rơm vì họ chưa rời đi. Họ còn chờ Zoro, Jinbei kháng cự được với Thánh Venus. Nếu như Toshi đến được vị trí này thì cô ấy chắc chắn sẽ được Lilith yêu cầu lên thuyền, bởi chẳng còn bất cứ nơi nào nữa sau hành động phản bội. Ước mơ của Toshi là cô ấy được sống như một con người bình thường, khi mà chỉ là một người nhân bản, một bản sao của Miss Bakken, cựu thành viên trong băng hải tặc Rock. Về tầm ảnh hưởng của Toshi đến với phần chuyện tiếp theo, cô ấy có được những ký ức hồi niệm của Miss Bakken trong băng hải tặc Rock. Các bạn đừng quên Rock DCBS chưa từng lộ diện, bí ẩn câu chuyện của nhân vật này vẫn chưa khai thác hết. Elbaz dường như sẽ có một ạc gắn liền với biến cố 38 năm trước tại Gold Valley, hoặc đâu đó có một sự liên kết nhất định. Những hiểu biết của Toshi sẽ dẫn người xem đến nhiều bất ngờ hơn. Vì sao băng Rock thành lập và họ thực sự có độc ác như Sengoku đã kể lại hay không? Rất nhiều vấn đề khác nữa xoay quanh những điều cấm kỵ mà băng hải tặc này đã vướng vào chưa được tiết lộ. Toshi sẽ là mảnh ghép khá hoàn hảo để giải quyết triệt để những khúc mắc liên quan đến băng Rock. Tuy nhiên không phải duy nhất cô ấy mà còn có Miss Bakken ở ngoài kia, người đang tìm tiến sĩ Vegabin cùng Marco để xét nhận Quill, chính là con trai của Đầu Trắng, là người kế thừa xứng đáng của bố già. Hắn có thể càng quét hạm đội của Đầu Trắng, nhưng không thể nào làm ngơ đứng nhìn lũ hải quân đe dọa đến người dân Spinet và tài sản của bố già. Nó là quá đủ để chúng ta tin được rằng Miss Bakken sẽ là người kể lại thêm về băng Rock. Vậy hãy ghét lại Toshi, liệu còn ai đó khác tại đảo lúc này tương thích nữa hay không? Benny ư? Theo như các bạn đánh giá thì Benny có thể rất xứng đáng vị trí thành viên cuối cùng trong băng mũ rơm, bởi vì cô bé này có một trái quỷ rất bá, có thể biến bản thân thành thần Nika. Không chỉ dừng lại, nếu Benny thay đổi tương lai của những người khác để biến họ thành Nika, chẳng hạn như Sanji, Zoro, thì quả thật rất thú vị, cả băng mũ rơm đều là Nika với sức mạnh cao su cả. Khi đó cái tình tiết hài hước sẽ được đẩy lên cao trào. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta cần phải để ý, Benny thực sự chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi. Theo nguyên tắc của hải tặc New Shanks, anh ta không tuyển dụng những đứa trẻ lên thuyền. Cả Luffy cũng như thế thôi. Benny có một ước mơ rất cháy bỏng và vui vẻ là đi du lịch cùng cha Kuma. Từ nhỏ cô biết bị nhiễm căn bệnh vảy ngọc bích nên phải sống trong nhà thờ, không thể nhìn thấy được ánh sáng nên điều đó không thực hiện được. Và giờ đây Kuma cùng với Benny đồng tụ với nhau. Kuma lại bị biến thành một cyborg nên hầu như không thể kiểm soát được hành động của mình. Có lẽ ông cần phải đợi khôi phục lại ký ức bằng một cách thần kỳ nào đó, bằng trái quỷ hay là khoa học chẳng hạn. Benny cần phải ở bên cạnh cha của mình trong khoảng thời gian còn lại sau biến cố trong hơn 2 năm qua. Họ sẽ cùng nhau đi du lịch khắp mọi nơi trên thế giới bằng năng lực di chuyển của Kuma hay phiêu lưu trên một con thuyền nào đó. Cả hai người họ không thể xa nhau thêm được nữa từ giây phút này, nên việc Benny trở thành thành viên trong băng mũ rơm là hoàn toàn không hề phù hợp, cả vì tuổi tác là ước mơ của cậu bé. Vậy thì còn ai khác? Khi Luffy đặt chân lên trên đảo, cậu ta gặp Vegabin và đưa máy cầu xin đưa đi khỏi hết cùng với các bản sao khác của mình vì họ đang bị chính phủ truy sát. Luffy đã đồng ý để đưa Vegabin rời đi, nhưng mà bây giờ đây bản thể chính của vị tiến sĩ đã bị giết chết bởi Satan cùng với Kizaru. Một số bản sao khác như là Sokka, Pythagore đã bị giết chết. Edison dường như cũng đã mất khả năng hoạt động sau khi mà rơi xuống dưới. Chỉ còn lại ba bản sao là Zod, Lilith và Atlas. Zod thì đã thể hiện tham vọng của nó là trở thành một thiên long nhân, hỗ trợ chính phủ trong quá trình sử dụng hỏa mẫu tự lập phản ứng nhiệt hạch để cung cấp vũ khí của đại Uranus. Atlas ở chapter 1119, từ trên tàu Elbaz thì cô ấy đã bay trở lại đảo thực hiện hành động ngăn chặn sự giám sát của Zod đối với Lilith. Bởi vì bây giờ dù có rời đảo thì với hệ thống giám sát được đặt trong mỗi bên sao vẫn nhận ra được vị trí của họ ở trong tương lai. Đó là một tín hiệu không tốt, khi mà vị trí bị lộ dẫn đến sẽ dễ bị tấn công. Atlas buộc phải hủy bỏ chương trình theo dõi bằng cách quay trở lại đảo, cũng là điềm báo cho thấy được cô ấy sẽ có thể bị phá hủy. Mỗi bên sao của Vegabin đều có một giá trị riêng về nhân cách của ông ấy, nhưng họ hầu như vẫn có suy nghĩ riêng của mình chứ không chỉ là một tính cách đơn điệu. Vì vậy nếu xét về toàn bộ bản sao thì giờ chúng ta có được hai bản sao còn tồn tại, giả sử như Atlas bị phá hủy thì là Zod và Lilith. Như đã nói ở trên, Zod làm việc cho chính phủ thì Lilith là một bản sao của Vegabin rất hoàn hảo để trở thành thành viên tiếp theo trong băng mũ rơm. Lilith là bản sao mang nhân cách xấu xa của Vegabin, nhưng mà cô ấy lại có những hành xử rất tình cảm, chẳng hạn như khóc khi thấy Pythagore đã bị phá hủy hay là tranh luận với Sokka, nên là rất quan tâm đến bản sao này.
Lilith còn được gọi với cái tên khác là Evil hay là ác quỷ. Ban mũ râm cũng có ác quỷ Nico Robin với tên gọi là đứa con của quỷ đấy thôi, nên chuyện đó không phải là vấn đề. Vấn đề ở đây là trí tuệ của Lilith. Nó sẽ giúp Ranky rất nhiều trong việc cải tiến con tàu Sunny, bởi vì có một chi tiết rất thú vị là Ranky bị biến thành con tàu trong tờ office trì nã của anh ta. Dĩ nhiên để làm được thì Ranky cần có sự hỗ trợ của ai đó để biến tàu Sunny thành một robot biến thân được, vừa là con tàu, vừa là cyborg chiến đấu, mang tính đột phá vô cùng đối với các trận chiến hấp dẫn ở phía sau. Ranky chỉ là một người thợ đóng tàu, anh ta không phải là một nhà khoa học, nên nếu như Vagabond trở thành nhà khoa học trong băng, thì không thể nào tưởng tượng nổi cuộc chiến robot của tàu Sunny sẽ hoàn chén đến thế nào nữa. Ước mơ của Vagabond là tạo ra được sự hòa bình, tiến bộ cho nhân loại. Bản thể gốc đã bị giết chết, nhưng não bộ của máy vẫn còn hoạt động. Nếu tất cả các bản sao của Vagabond bị phá hủy ngoại trừ Zod, thì nó phục vụ chính phủ, đúng là một thảm họa. Ít nhất thì Oda cần phải đỡ cho Vagabond khắc phục lỗi lầm của mình từ Zod bằng cách để cho một bản sao khác đối lập với nó. Lilith là một sự lựa chọn rất hợp lý. Còn nhớ vào thời gian đầu tiên của Hạt, khi băng mũ râm đổ bộ lên trên đảo tương lai, người họ gặp đầu tiên chính là Lilith. Cô ấy giới thiệu mình là tiến sĩ Vagabond, khiến ai nấy cũng ngạc nhiên. Chủ đích của Oda là gì? Khi để bản sao này giúp đỡ băng mũ râm khỏi con cá mập máy một cách rất vô tư, mặc dù họ là những hải tặc. Giờ đây cô ấy lại là người rất thú vị khi được xếp cặp cùng Rook trong các nhiệm vụ. Cả hai đã tạo ra cái tình tiết rất hài hước. Nếu như một Rook được biết đến là bất tử với trái ác quỷ dầu mì, thì có lẽ một người nhân tạo bất tử như Lilith để giúp cặp với ông máy cũng rất thương thích. Với đây mình không hề nói về chuyện tình cảm nam nữ, nhưng lại tạo ra một cặp bài trùng khá thú vị. Họ tranh luận với nhau giống như Zoro và Sanji trong băng vậy, rất vui nhộn. Cộng với lời hứa của Luffy với Vagabond, cậu ta cần phải đưa máy rời khỏi SH. Luffy thậm chí cũng đã hứa với Sentomaru điều đó. Chỉ đem một cái là bản thể gốc của tiến sĩ đã chết, nên phần trách nhiệm cũng phải được đẩy sang cho một bản sao nào đó khác chứ. Sau khi mình thấy hành động của Atlas trong việc ngắt theo dõi của Zod đối với họ, mình lại cảm thấy rằng Atlas sẽ hy sinh để cho Lilith được tự do, không còn bị ràng buộc với hệ thống giám sát của đảo nữa. Như vậy là việc Lilith trở thành thành viên tiếp theo trong băng mũ rơm sẽ càng trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết, vì Lilith không còn bất kỳ nơi nào để đi nữa cả. Tàu Sunny chính là ngôi nhà tiếp theo của nhà khoa học trẻ này, một cặp bài trùng rất thú vị với Rock. Tướng hoàng Luffy cũng sẽ giữ được lời hứa của mình trước đó, bởi vì cậu ta đã xác nhận rằng mình sẽ đưa tiến sĩ Vagabond rời đi, một thành viên mới rất hoàn hảo cho việc cải tiến sức mạnh công nghệ, đúng không nào? Dĩ nhiên thì đây chỉ là cái phân tích của mình, liệu nó có thuyết phục được bạn hay không? Đừng quên để lại bình luận ngay dưới video này với cái tên mà bạn cho rằng nếu không phải là Lilith phù hợp hơn để trở thành thành viên tiếp theo trong băng mũ rơm cho mình biết nha.